chế đồ uống thì thường được chia ra làm nhiều nhánh nhỏ hơn. Nếu bartender là người pha chế các loại đồ uống có cồn thì barista là những người pha chế các loại đồ uống có cà phê. Và giống như bartender, một barista chuyên nghiệp là người phải thực sự am hiểu về nguồn gốc và các dòng cà phê khác nhau. Đầu tiên là sự đam mê vì am hiểu về các dòng cà phê lịch sử, dòng cà phê biết nhận biết cà phê sạch, cà phê đặc biệt đưa ra. Trong lĩnh vực này như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, ông Giang Văn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra Thuế, Tổng cục Thuế sẽ giúp chúng ta hiểu về vấn đề này. Xin được chào ông Giang Văn Hiền và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước hết thì ông có thể cho thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam biết là những cái cách thức nào mà doanh nghiệp thường sử dụng để vi phạm về hoàn thuế giá trị gia tăng? Qua nghiên cứu các vụ án chiếm đoạt tài khoản thuế gia tăng được cơ quan chức năng phát hiện thời gian qua, đồng thời qua công tác thanh tra kiểm tra hoàn thuế gia tăng, cơ quan thuế nhận diện một số dấu hiệu vi phạm về hoàn thuế gia tăng, điển hình như doanh nghiệp trung gian mua hóa đơn để hợp thức hóa cho hàng hóa thu gom theo bảng kê để không phải kê khai nộp thuế, hoặc hợp thức hóa khống hóa đơn mà không có hàng hóa để bán cho doanh nghiệp hoàn thuế. Doanh nghiệp hoàn thuế lập chứng từ hồ sơ xin hoàn thuế nhưng không có hàng hóa mua vào, không có kho hàng để bãi, không có phương tiện vận chuyển, mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào hoặc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp hoặc địa chỉ kinh doanh. Doanh nghiệp hoàn thuế hay đang sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, mua của doanh nghiệp không có hoặc đang sản xuất kinh doanh, hoặc sử dụng hóa đơn của một doanh nghiệp hoặc địa chỉ kinh doanh, thay đổi trạng thái hoạt động liên tục tại nhiều địa phương khác nhau để kê khai khấu trừ thuế gia tăng đầu vào và lập hồ sơ xin hoàn thuế tăng, xuất khẩu hàng hóa nhưng bên nhập khẩu không tồn tại, mua hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, nâng khống giá trị lô hàng xuất khẩu, giả mạo hồ sơ vận chuyển xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu, quay vòng hàng hóa để xuất khẩu, cấu kết mượn hàng lập khống hồ sơ xuất khẩu, lập nhiều công ty nhưng thực tế
doanh nghiệp gian lận về hoàn thuế giá trị gia tăng thường tập trung lợi dụng những quy định nào của pháp luật ạ? Qua rà soát thì gian lận hoàn thuế gia tăng thường tập trung vào nhóm hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu. Các đối tượng lợi dụng việc tạo điều kiện thuận lợi giảm thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, gian lận thương mại khi xuất khẩu hàng hóa, lợi dụng việc bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi bản kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mua vào khi lập hồ sơ khai thuế gia tăng để tránh được sự giám sát. Để chúng ta có thể phòng ngừa các sai phạm trong lĩnh vực này, bởi vì rõ ràng phòng thì sẽ là tốt hơn là phải đi chống và xử lý các hành vi vi phạm. Để phát hiện các trường hợp gian lận hoàn thuế tăng, ngoài việc thực hiện thanh tra kiểm tra trong thời gian qua, cơ quan thuế đã áp dụng quản lý rủi ro trong đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, hoàn thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ và các nhiệm vụ khác trong quản lý thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đang triển khai xây dựng để triển khai toàn ngành áp dụng bộ tiêu chí và chỉ số phúc lợi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, lựa chọn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra sản phẩm hóa đơn. Cơ quan thuế đã xây dựng ứng dụng xác minh hóa đơn tại cơ quan thuế, cho phép cơ quan thuế thực hiện gửi và trả yêu cầu xác minh hóa đơn trong toàn ngành, đẩy nhanh thời gian xác minh và tập trung thông tin làm cơ sở xác minh nguồn gốc hàng hóa, giúp cho cục thuế địa phương chủ động xác định yếu tố rủi ro trong việc xử lý hồ sơ hoàn thuế tăng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế các cấp với cơ quan ban ngành trong công tác chống thất thu gian lận và hoàn thuế tăng. Ngành thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ phối hợp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực thi pháp luật thuế, và qua đây đề nghị cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với ngành thuế trong việc phát hiện, phản ánh các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để ngành thuế tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thanh tra, kiểm tra kịp thời xử lý thu hồi hoàn thuế, góp phần chống thất thu trong hoàn thuế tăng đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó các doanh nghiệp xuất khẩu. Căn cứ pháp luật, các doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế tăng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục hoàn thuế tăng theo quy định của pháp luật. Thì để phát hiện các trường hợp gian lận
hoàn thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế cũng đã áp dụng rất là nhiều giải pháp, và qua đây thì chúng tôi cũng đề nghị là người dân hoặc là các doanh nghiệp, nếu mà có phát hiện những cái trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro thì cũng kịp thời phản ánh tới ngành thuế để có thể kịp thời xử lý. Xin được cảm ơn ông Giang Văn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Kiểm tra Thuế, Tổng cục Thuế đã giúp thính giả có thêm thông tin liên quan tới việc hoàn thuế giá trị gia tăng cũng như là các quy định về xử lý vi phạm trong hoàn thuế. Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trốn thuế được hiểu là hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện các phương thức trái pháp luật nhằm giảm số tiền thuế phải nộp theo quy định hoặc là trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế. Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về mức hình phạt cho tội trốn thuế đối với cá nhân như sau: phạt tiền từ 100 triệu